Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn ly trà Thái Nguyên cho nó thắm tình quân dân. Báo cáo tới quý vị và các bạn. Clip trước mình có giới thiệu tới quý vị và các bạn một con voi bản đôn kìa. Đấy, Datun DA9000XG. Đấy, 12 than lớn âm ly rất nặng rất chất. Sử dụng con IC Echo huyền thoại M50195. Thì trong cái video đó thì mình có nói là tốt mái thì hại trống. Thì vừa rồi có một người anh em, điện thoại, không phải là yêu cầu, thế nhưng mà điện thoại nhờ mình giải đáp, giải nghĩa cho từ tốt mái thì hại trống. Thì nói chung là ngoài cái lĩnh vực audio ra, anh em yêu quý mình đúng không ạ? Đấy, tin tưởng mình thì mới điện, mới hỏi. Chứ còn nếu mà người ta không tin tưởng, người ta không yêu quý, người ta cũng chẳng điện. Thiếu gì nơi điện để hỏi đúng không ạ? Đấy, thì mình cũng sẵn lòng cái trình độ hiểu biết nông cạn. Thế nhưng mà mình hiểu đến đâu, mình chia sẻ đến đây. Kể cả về cái lĩnh vực audio cũng vậy. Đấy, thiên hạ nhân, thiên hạ tài. Đấy, mình ngày hôm nay mình làm cho con âm ly nó rên rỉ lên được. Đấy, thế nhưng trên thực tế có rất nhiều người còn làm cho nó rên hay lên được, rên to lên được. Đấy, tức là gì? Mình làm được, người ta cũng làm được. Đấy, thế nhưng mà với cái vốn hiểu biết nông cạn, mình cũng sẵn sàng chia sẻ tới toàn thể quý vị và các bạn ba miền Bắc Trung Nam. Đấy, ngoài lĩnh vực audio ra thì người anh em kia hỏi mình giải nghĩa cho cái từ tốt mái thì hại trống, thì mình bỏ ở đây này. Bạn cứ hiểu nó nôm na kiểu nông dân này cho nó dễ hiểu nhá, đơn giản chứ giải thích ra thì nó lằng ngoằng bì tôm lắm. Đấy, nhà bạn có nuôi gà không? Đấy, bỏ nhà em có, bỏ đây nhà tớ cũng nuôi gà. Đấy, nhà bạn nuôi gà thì bạn cứ để ý cái con gà sống ấy, con gà trống ấy nhỉ, cái con gà trống mà nó hay trèo lên lưng con gà mái ấy, thì cái con đấy là coi như thế nó cũng không được gì. Nếu như ăn mà không tốt ấy, là nó sẽ gầy gò. Đấy, còn nếu như ăn tốt thì lông nó sẽ bóng mượt lên. Đấy, chứ còn nếu mà ăn mà không tốt là nó sẽ gọi là ốm yếu gầy gò nha. Lúc thịt thì nó không được ngon cho lắm. Đấy, thế nhưng mà nếu như nó trèo lên lưng con gà mái nhiều nha, đấy, mà ăn tốt thì lông bóng mượt, còn ngược lại nếu ăn không tốt thì nó sẽ gọi là nó hại đấy nha, con gà nó không được béo tốt cho lắm, gầy gò. Đấy, thì người ta gọi là tốt mái thì hại trống. Thì người anh em vỗ đùi đen nét bảo ôi rồi em biết rồi, cảm ơn anh nha. Nếu như để trèo lên lưng con gà mái như thế nhá mà hại nhá, hại thế hại nữa em trèo nha. Đấy, thì đấy là cái ý kiến của người anh em. Đấy, thì mình cũng chia sẻ lại với lại các đồng chí như vậy nha. Đấy, hại thế hại nữa cũng trèo. Trở lại chương trình audio thì báo cáo với các đồng chí, bây giờ mình test chiếc âm ly Nanomax Pro 868E. Đấy, con âm ly này thì được cái hãng Nanomax của công ty hãng này nhá, Nanomax là công ty điện tử Sơn Tùng ở cái gì Thoại Ngọc Khẩu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hàng có địa chỉ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hàng này nó hay bán ở điện máy Thiên Hòa hay là các điện máy khác, ví dụ như chợ lớn, chợ lủng ấy, nhà Nguyễn Kim, Nguyễn Củng ấy. Đấy, mấy anh em đó người ta chơi với nhau nên là người ta tiêu thụ những hàng cho nhau. Đấy, còn con âm ly này được sử dụng 1, 2, 3, 4 đường nha, sản xuất trang bị cho 4 cửa mic nhá. Đấy, thì cái đường mic này, cái đường mic của cái hãng Nanomax này nó có cái lợi về phần trung âm, nhờ anh em gọi là trung âm lồng lộng đấy nhá. Đấy, nó rõ nét rõ tiếng. Đấy, nó được lợi về đấy. Đấy là những anh em làm công việc chuyên nghiệp nói với mình như vậy nha. Đấy, mà mình cảm thấy là cái này, cái đường mic này nó cũng được lợi về phần trung âm là thứ nhất. Cái hai ấy, là hát không phải ngửi mic. Đấy, tức là cái volume mic này chỉ để một tí thôi, nửa thôi là đã thoải mái rồi. Đây, nó được trang bị thêm bộ cần gạt. Bộ cần gạt này thì bản chất vấn đề nó là cái bên master, còn dưới này là music, trên này là master. Thì bình thường nó là cái con chiết áp chỉnh này, thì bây giờ nó lại thay bằng cái cần gạt này. Với bản chất vấn đề không có gì là ghê gớm cả nhá. Đấy, chỉ có một cái là 1 này, 2, 3, 4, 5. Đấy, tức là khả năng chỉnh của nó rộng hơn nhá. Đấy, có những cái con này nó bớt phần master đi. Con này thì master nó được trang bị thêm cái equalizer như này, thì chỉnh thì nó sẽ giống như kiểu có thêm lọc xỉ nhá. Đấy, có những con ví dụ như con Zinton, Zinton 9200 mình bán về vào thành phố Pleiku ấy, nó còn mỗi bên 10 cần cơ, hai bên là 20 cần gạt để chỉnh, thì lúc giờ mới gọi là áp phê. Đây này,
LVR đây nhỉ. LVR tức là gì? Hai cái này là cái volume này. Đấy, âm lượng nhá. Âm lượng. Đây là con chiết áp của con master nhá. Đấy thì mình thôi thì thông thường mình cứ để ở cái hướng giữa này này. Hướng giữa này là nó có cái khớp nhá, nó có cái khớp đấy, mình gạt về đúng giữa này là nó có cái khớp. Là gì? Lúc giờ ấy là tín hiệu nó không tăng lên và nó cũng không giảm đi nhá. Đấy thế còn lên dương lên đây là tăng lên và âm xuống là giảm đi. Đây nó còn vẽ cả tín hiệu hình sin này nhá. Đấy. Thì về cơ bản này cái âm ly này nó sử dụng 8 con xo than. Đây. 8 con xo than. Đấy, nhà sản xuất người ta bố trí vào một mên luôn để cho nó tiện lợi. Đấy. Viên áp đây nhá. Đây. Đấy, về cơ bản là nó như vậy đây. Con âm ly này nó có mỗi một cái nạp thì mình chia sẻ rồi, những bác khách chấp nhận đây cái nắp này, cái nắp lưng này. Đấy, cái nắp lưng này không biết vì lý do gì nó bị móp méo nên là người ta nắn lại nhá, nắn lại đây nó bị thì như này đấy, nó bị ở cái nắp này nhá, đây, sơn tùng này nó bị ở cái nắp này thôi chứ nó không ảnh hưởng gì đến âm sắc nhá. Đấy, bây giờ mình xin phép đi vào test, đi vào test chiếc âm ly này, gửi tới người anh em đã mua chiếc âm ly này, gửi tới người thượng đế Nguyễn Quang Vũ ở địa chỉ số 4 Phùng Hưng, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đấy, thì mấy hôm trước mình gửi loa về phường Quyết Tiến, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam, bữa nay lại gửi về phường Hội Thương cho người thượng đế sở hữu chiếc âm ly này. Thì bây giờ mình là gì luôn nhá. À, Phùng Hưng, ở Phùng Phùng Hưng Hà Nội là cái phố Phùng Hưng hay phết ấy nhá. Bây giờ mình test phần karaoke này. Đây tiện cắm vào dưới, tiện cắm vào dưới thì mình thử dưới luôn. Các đồng chí đừng có hiểu lầm là mình chỉ thích dưới mà không thích trên nhá. Alo 1 2. Để có một tí đấy nhá đây. Alo, alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đây cho con này nó sử dụng con 2399. Thì con 2399 thì các đồng chí biết rồi. Có vỗ vừa đít nó cũng không dít nhá. Đấy nó có cái hay hay vậy. Alo, alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo, alo 1 2. Tất cả đều hoạt động ngọt ngào nhá. Alo, alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Alo 1 2 3 4. Alo. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Hòa bình ơi, tình yêu em như sông biển rộng. Tình yêu em như lúa ngoài đồng. Tình yêu em tát cạn biển đông. Đấy nhá. Tình yêu em nó lớn lao như vậy. Nghe thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn đấy nhá. Đấy. Các đồng chí lưu ý nếu mà xin không cho thôi chứ không phải xin nhiều nha. Tại vì lúc giờ là nó chuyển sang nó không 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 thuận vợ thuận chồng rồi nha. Nay không cho để mai cho. Bây giờ mình test nhạc luôn nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tôi xin phép dừng clip ở đây. Cảm ơn các đồng chí luôn đồng hành cùng Khang Audio. Chào thân ái. Merci.